Xin chào quý khán giả và bà con đến với chương trình Nông thôn Hậu Giang. Thưa quý khán giả và bà con, tỉnh Hậu Giang đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long về diện tích và sản lượng mía. Tuy nhiên, giá thành sản xuất vẫn còn cao. Để tăng thêm hiệu quả kinh tế từ loại cây này, hàng năm ngành nông nghiệp cũng như là bộ phận khuyến nông của công ty cổ phần mía đường Cần Thơ Casuco đã chuyển giao nhiều kỹ thuật canh tác cho nông dân. Chương trình hôm nay tiếp tục giới thiệu về mô hình tự nhân giống mía ở hộ gia đình nhằm có được nguồn giống tốt cho vụ sau với chi phí thấp. Trước tiên là một phong vị làng quê với những hình ảnh ngày hè của trẻ em nông thôn. Đàn chim se sẻ hót trên cánh đồng, bạn ơi biết không, hè về rồi đó. Thưa quý khán giả, mùa hè là dịp để các em học sinh được nghỉ ngơi, vui chơi sau những tháng dài học tập. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh dân dã ngày hè của trẻ em nông thôn. Dân dã đâu đây có tiếng ve, thì ra thời tiết đã sang hè. Với em nông thôn, mùa hè cũng là mùa của những trò chơi dân dã. Mỗi ngày khi trời dịu nắng, các em nhỏ này thường gom lại bến sông nhà chị Đỗ Thị Mỹ Xuyên ở ấp Bình Hòa, xã Long Bình để tắm. Em Ngô Thành Duy, con chị Mỹ Xuyên vừa học hết lớp 5 nhưng đã biết bơi được 2 năm. Tắm sông thường lấm lem bùn đất, nhưng có lẽ đây là hoạt động mà các em thích nhất vì vừa có thể du đùa cùng bạn bè, vừa giúp việc bơi lội thêm thuần thục. Mình được biết lội tự có thể tự phòng, nếu có lỡ xảy ra tai nạn thì con cũng có thể tự bơi vào. Chiều cái 4-5 đứa xuống lại lội đây, mình giữ cho nó biết bơi cho nó mình an tâm hơn. Sợ như là mình đi đâu rồi nó sợ té, nó không biết bơi á. Lá dừa thì mình làm được chống chống rồi cào cào. Cây trúc thì làm ống hộc nước rồi làm ống hộc giấy. Dạ, tại vì mua thì phải tốn tiền của cha mẹ. Dạ, chơi ống hộc rồi bắn đạn, tắm sông. Những trò chơi đó thì con cảm nhận gì đó như thế nào? Dạ, rất là vui. Chơi không có tiền có thể tự làm ra được. Tuy còn nhiều thiếu thốn, như hình ảnh của chiếc chông chống lá dừa, buổi đi câu hay cảnh bì bõm tắm sông sẽ mãi gắn liền với ký ức tuổi thơ. Đây là hai con mía K60-10, một giống mía mới có năng suất chữ đường cao, được ông Nguyễn Văn Nhị ở khu vực 8 phường Hiệp Thành thị xã Ngã Bảy nhân ra từ hai hôm giống ban đầu. Mỗi năm, ông được công ty cổ phần mía đường Cần Thơ Casuco chuyển giao nhiều giống mía mới về trồng thử nghiệm nhằm chọn ra nguồn giống tốt nhất để nhân rộng. Nhận thấy giống mía này phù hợp với vùng đất quê nhà nên ông đang trày ra thêm để trồng hết diện tích trong vụ tới. Hình thành năm 2009, mô hình tự nhân giống mía mới do công ty cổ phần mía đường Cần Thơ Casuco thực hiện nhằm khuyến khích người nông dân tận dụng diện tích vườn tạp kém hiệu quả hay những khoảng đất trống quanh nhà để trồng mía giống cho vụ sau. Với cách làm này, người nông dân có thể đảm bảo được nguồn giống thuần chủng, chất lượng với chi phí thấp hơn so với mua trên thị trường. Muốn có một cái ruộng mía mà nó có cái năng suất và chất lượng được cao thì cái điều kiện đầu tiên là bà con phải có một cái giống tốt. Từ cái giống tốt đó thì bà con mới có được cái ruộng mía tốt được. Mà muốn được có giống mía tốt này thì nhiều năm qua công ty cổ phần mía đường Cần Thơ là đặt hàng mua từ nước ngoài hoặc là các trung tâm giống ở trong nước mà đem các giống mía về và thử nghiệm tìm ra những cái giống mà nó phù hợp với địa phương của vùng nguyên liệu của công ty. Sau khi thử nghiệm thì công ty mới đầu tư cho nông dân những cái giống mía mà có năng suất chất lượng này để bà con nông dân
tự nhân giống. Chuẩn bị cho vụ mía mới, ông Nguyễn Văn Nhị đang cải tạo hơn 1 công vườn tạp để nhân thêm giống K60-10. Theo tính toán của ông, sau đợt này, nguồn hôm giống không chỉ đủ cung cấp cho hơn 1 hectare đất nhà, mà còn dư để bán cho bà con trong xóm. Nếu không áp dụng mô hình tự nhân giống mía, mỗi năm ông Nhị phải mua hơn 10 tấn hôm. Nhưng hiện nay, ông chỉ tốn công đào hộc, cải tạo liếp vườn. Còn số mía hôm đang trồng được ông tiễn từ liếp mía sẵn có sau nhà. Cái giống mà trước đây mình trồng, mình mua dưới sông á, thì coi như là cái giống nó có bị là một là bị bệnh, hai nữa là cái giống coi như nó lẫn lộn nhiều cái giống mía, nó không có hiệu quả khác. Cho nên là vì mình trồng có khi nó ở trong đó, ví dụ mình mua 1 tấn rưỡi, mình trồng được công thì coi như là mình bỏ hết gần 500 ký rồi, còn khoảng chừng tấn thôi. Nhưng mà khi tôi trồng đây thì hiện tại bây giờ tôi trồng thì khoảng 800 ký trở lại. Cho nên là mình đã giảm được gần phân nửa cái giá tiền giống, giá thành của cái giống. Nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống là các yếu tố cần thiết nhất trong một vụ mùa. Tuy nhiên hiện nay thì nguồn giống tốt chính là yếu tố hàng đầu quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm và lợi nhuận của nông dân. Theo nghiên cứu, trong cùng diện tích canh tác, nguồn giống tốt quyết định gần 50% năng suất cây trồng. Như vậy, tự nhân giống mía mới là khâu đầu tiên trong việc nâng cao năng suất cây mía cuối vụ. Có 10 công mía, hàng năm ông Quỳnh Văn Thanh phải tốn gần 15 triệu đồng để mua mía hôm. Chi phí cao, thế nhưng chất lượng mía trôi nổi trên thị trường không phải lúc nào cũng làm ông hài lòng. Dù này, ông tận dụng gần nửa công đất trống quanh nhà để tự trồng mía hôm. Với tỷ lệ 1 công mía hôm đủ trồng cho 10 công mía nguyên liệu, thì với khoảng đất này, dù tới, ông tiết kiệm được hơn phân nửa tiền mua mía giống. Nếu mà mình mua thì nếu mua giống của trôi nổi hoặc mình kêu mấy người lái này trở về thì khoảng trên dưới 10 tấn. Thì 10 tấn thì giá như mấy năm nay tính giá gần đây thôi, thì nó khoảng cỡ 15 triệu. Còn nếu mình có đất mình trồng được giống nhà gì thì cái số tiền đó mình không có bỏ ra. Làm này mình chủ động được giống mà giống mình nó tốt hơn, nó thuần hơn luôn. Lâu nay bà con nông dân của Hậu Giang nói là trồng mía giống thì nó trái vụ cho nên bị sâu nhiều. Lý do sâu nhiều thế này, tại vì lúc thời điểm bà con xuống giống vào tháng 5 âm lịch này để mà trồng mía giống cho tới tháng 12 á, thì những cái ruộng mía của bà con á, trồng mía nguyên liệu nó đã lớn hết rồi, cây đã già hết rồi. Khi chúng ta đưa cái giống mía giống này xuống để chúng ta trồng giống á, thì là những cây mía non, cho nên tất cả những sâu bệnh nó tập trung vào cái ruộng mía của bà con để mà nó tấn công, nhất là sâu đục thân. Mà bà con muốn tránh hiện tượng này thì thứ nhất á, là chúng ta áp dụng hai cái biện pháp mà chúng ta cần phải làm. Thứ nhất á, là bà con phải thay đổi là cái cách bón phân á, là mỗi một công mía thì chúng tôi khuyến cáo bà con á, là bón khoảng 10 kg thêm khoảng 10 kg kali nữa để giúp cho cây mía nó cứng và cái mía nó phát triển tốt hơn. Cái biện pháp thứ hai là khi mà chúng ta bón phân cái giai đoạn đầu khoảng chừng 15 ngày tới 20 ngày mà chúng ta bón phân á, thì chúng ta cũng nên trộn vô một cái lượng phân đó là 1 kg tới 2 kg basudin để chúng ta gãi vô, chúng ta ngừa cái lượng sâu trước. Thì có như thế thì chúng ta trồng mía giống thì nó không có bị sâu bệnh. Mặc dù năng suất bình quân hàng năm ở tỉnh Hậu Giang trên 110 tấn một hecta, tuy nhiên chi phí sản xuất còn cao. Năm rồi giá thành 1 kg mía lên tới hơn 700 đồng. Như vậy nếu chủ động được nguồn giống mía chất lượng ban đầu, vừa giúp tăng năng suất vừa giảm được giá thành. Thưa quý khán giả và bà con, theo tính toán của ngành mía đường, tự nhân giống mía có thể tiết kiệm được hơn 50% chi phí so với mua giống trên thị trường. Lấy công làm lời là điều nông dân thường áp dụng. Riêng trong cách làm này, lợi nhuận còn kéo dài suốt cả vụ. Nguồn giống tốt, năng suất cao hơn, giá thành sẽ giảm xuống. Chúc bà con có một vụ mùa thắng lợi. Còn bây giờ là phần giao lưu khán giả. Câu hỏi giao lưu khán giả kỳ này: mô hình trồng mía giống có ý nghĩa gì? A. Giúp nông dân chủ động được thời vụ, có nguồn giống thuần chủng với chi phí thấp. B. Trồng mía giống nghịch mùa, sâu bệnh tấn công nhiều, hiệu quả không cao. 5 phần quà của chương trình sẽ dành cho 5 khán giả có câu trả lời chính xác nhất và gửi thư về đài sớm nhất.
Khán giả và bà con tham gia chương trình gửi thư về địa chỉ chuyên mục nông thôn đài phát thanh truyền hình Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, hoặc qua địa chỉ mail nongthonhauyang@gmail.com hay liên hệ trực tiếp với biên tập chương trình qua số điện thoại 0711246710. Trên bì thư, bà con nhớ ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại cụ thể để chúng tôi tiện liên lạc. Chương trình Nông thôn Hậu Giang kỳ này đến đây tạm dừng. Quý khán giả có thể theo dõi lại chương trình tại trang web của đài www.hauyangtv.vn. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.